Nè cắm cục dây bên đây nhóc. Cắm cho nó em. Xiên mộc Long Hải. Đây nè. Nguyên Long Điền. Chú ba. Sao không kêu chú ba mà kêu mà thằng nhóc kêu kỳ quá hắn à. Anh đi đường trong để ngắm ai kêu bằng thằng nhóc tên. Nó nói cha kêu chú ba bằng thằng nhóc. Long Hải. Yeah. Tên núi cái tên. Núi tên nó chơi mẹ quá. Núi nó núi chập trùng chập trùng. Vậy bên đây cũng có nó mà. Gúc qua đi hết nắng rồi mà. Nắng quá. Tàu đã tới nơi. Nhưng mà không. Chúng ta sẽ đi đường Bà Rịa. Có một chú gốc con á tin. Rất là vui đánh răng. Thành phố Bà Rịa. Tối cái mẹ kêu đánh răng á. Lấy vào đêm. Mình có thể quẹo vô thành phố. Thôi chứ. Có Bà Rịa cũng được hoặc là đi. Tại chỗ nào? Hả? Bà Rịa luôn hả? Thôi đi đường Bà Rịa đi. Hoặc là đi hẳn cũng được, đi hẳn cũng lên nữa mà thôi. Xanh lên thôi. Ủa lỗi. Rồi không kẹp à. Thôi đi đường nào gần thì đi. Đâu có đâu biết đi đường nào gần hả? Không thì đi đường này cũng vậy à, đường kia cũng vậy. Tất cả đi đường Bà Rịa đi. Này có cái bánh canh đây nè. Đâu mình đi hẳn là mình quẹo phải. Bà nói đó không tin chứ. Lên là quẹo phải là cái Vũng Tàu. Bây giờ mình sẽ đi sáng ngủ dậy tin phải đánh răng. Long Hải. Rồi tao ngủ tin phải đánh răng. Chúng ta sẽ đi theo đường Bà Rịa. Đi ơi. Ok, bao nhiêu giây rồi? 21 giây nữa. Coi kìa. Ok. Có cái đèn xanh cho nhìn cái xanh chưa? Xanh chưa? Chưa. Ơi, xanh. Chạy. Đó thành phố Bà Rịa rồi kìa. Thành phố Bà Rịa là đi xuống Long Hải, hoặc là đi đường này cũng được, đi hẳn xuống cũng được, đi qua đây cũng được. Thành phố Bà Rịa. À, bánh canh á. Bánh canh Long Hương á. Ôi. Canh ngon lắm hay gì? Canh nó đông lắm. Canh người ta cũng làm nấu thịt hay nấu bằng gì? Thịt giò đâu happy new year 2022 thì cũng ngon vậy mình đi đói ăn ngon thôi đi chơi bữa kỳ đi Hà Tiên á 2022 anh đi không nằm xích trong đây nè tới cầu gì cả cầu gì tin 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 cầu gì cầu gì lên đây cầu xếp lên đây cầu xếp cái cầu đã bạn đừng vô để chạy qua đường nên để tàn đảo cát ra đường Bà Rịa làm cũng đẹp quá nè ha ấy không có không có công viên cả công viên cả thấy không công viên đừng để nó thấy à không phải công viên đâu thấy gì vậy công viên á không phải công viên mà nó ở bên đây mà bên kia là thấy rồi thấy hết luôn á không ăn rồi đây cũng có con ngựa cách mạng 8 nè thành vọng mà tìm thành vọng
Hải kìa. Long Hải. Thằng Tiến. Long Hải, Long Hải. Đó, tung 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 tung. Ừ, tại tin khung đầu vô đó nó phải trúng chứ sao, tin đừng khung đầu vô nữa. Còn chạy nhanh. Tới nơi rồi. Chạy nhanh thì tới đó cách đó biển. Biển 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 núi 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 núi. Núi đó cha. Cao thiệt là cao luôn. Ôi ôi. Gặp tin mà cái núi nó cũng leo luôn á. À, núi kìa. Kìa chưa, kìa chưa. Kìa chưa, thấy núi chứ tin. Yên mà đó, yên mà đó. Gần tới hả? Ừ. Gần tới. Xíu luôn. Ừ, còn nắng nhiều ok nè. Đi nghe cho nó. Thôi đó du lịch trong hải kìa. Đúng rồi. Đó. Nè cắm cục dây vô đây nhóc. Cắm cho nó em. Xiên mộc Long Hải. Ôi thằng ngã ra kia bằng nhóc. Đây nè. Nguyễn Long Điền. Chú ba. Sao không kêu chú ba mà kêu bà thằng nhóc, kêu kỳ quá hả? Anh đi đường trong để ngắm. Ai kêu bằng thằng nhóc tên? Nó nói cha kêu chú ba bằng thằng nhóc. Long Hải, yeah. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và GC Đen Dược. Bye bye nha.